bạn có chung với tôi thời đẹp nhất, sôi nổi hồn nhiên trong trắng vô ngần. Một ngôi trường yên bình bên dòng sông, góc phố dịu dàng chút nắng rơi. Bạn có chung với tôi thời đẹp nhất, chung một màu hoa đôi những khát vọng. Một trái bàng chín giờ giữa giờ trái tiết chững cãi nhau, giờ sao cười xòa. Thời niên thiếu rồi xa, mỗi người mỗi ngả, tóc đã thôi dài, người không còn yêu thương. Giật mình đường đi đã lừa, mùa đông chiếc cửa xe lòng rực cháy mãi hồn tôi vẫn màu hoa đỏ. Yêu lắm cái thời còn non dại ngày xưa, kỷ niệm vẫn còn trẻ mãi, vẫn còn trẻ mãi. Bạn như món quà ký ức ta tặng nhau. Bạn có chung với tôi thời đẹp nhất, ngôi trường nhỏ thôi nhỏ lối ta về. Nỗi khát khao ước vọng luôn bỏng cháy, nhưng gót chân trần im bãi sông. Bạn có chung với tôi thời đẹp nhất, chung một màu hoa đón những khát vọng. Một chai bàn chín giờ giữa giờ trái tiết chứng cãi nhau, giờ sao cười xòa. Thời niên thiếu rồi xa, mỗi người mỗi ngả, tóc đã thôi dài, người không còn vô tư. Giật mình đường đi đã lừa, mùa đông chiếc cửa xe lòng rực cháy mãi hồn tôi vẫn màu hoa đỏ. Yêu lắm cái thời còn non dại ngày xưa, kỷ niệm vẫn còn trẻ mãi, vẫn còn trẻ mãi. Bạn như món quà ký ức ta tặng nhau. Yeah.
lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè, ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta, về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc đang có bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè, những ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời, và nhớ đang sống xứng đáng cho nhau. Học trò để gặp lại thầy cô đã từng dạy dỗ miệt mài chỉ
bảo hãy tâm nhớ ước mơ ta lên cho thời gian nay trở về lại. Chúng ta hãy chúc được gặp lại thầy cô vẫn còn đây nhưng đã già đi nhiều, tóc đã bạc trắng đầu. Khóa học chúng ta đã làm được một việc rất ý nghĩa và nhân văn, đó là đại diện khóa đã đến thắp hương báo công với các thầy cô đã mất. Chắc hẳn các thầy cô thấy học sinh của mình đã trưởng thành, âm thầm kính thưa các thầy giáo cô giáo, các anh chị cựu học sinh thân mến. Cách đây 30 năm, khóa học 1988-1991 là năm học thứ tư của nhà trường với quy mô khoảng lớp, với tổng số 292 học sinh. Cụ thể là lớp 12A do thầy Nguyễn Đức Lưu là giáo viên chủ nhiệm, lớp 12B do thầy Lê Giang Long làm giáo viên chủ nhiệm, lớp 12C do cô Phạm Thị Hằng chủ nhiệm, lớp 12D do thầy Hoàng Văn Thọ chủ nhiệm, lớp 12Y do cô Đặng Thị Huyền chủ nhiệm, lớp 12G do thầy Nguyễn Văn Quang chủ nhiệm và lớp 12H do thầy Lê Tất Hồng chủ nhiệm. Chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn và đồng nhiệt được không ạ? Vâng, thầy cũng cảm ơn rất nhiều cho những tình cảm của nhà trường. Trung học phổ thông Mậu Đồng 2 dành tặng cho hội khóa 1988-1991 của học sinh niên khóa 88-91. Trân trọng được cảm ơn rất nhiều tới sự hiện diện của ban giám hiệu nhà trường cùng với các anh trong đại diện cho ban tổ chức của hội khóa 88-91 ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều ạ. 30 năm qua chúng ta hội tụ nhân với biết bao tình cảm thân thương, biết bao nhiêu những kỷ niệm đẹp đẽ, nỗi nhớ và những buồn vui chen lẫn. Tôi cũng như các thầy giáo xin gửi tới các em lời cảm ơn 30 năm hội tụ tri ân các anh chị đã mang tới cho chúng tôi những tình cảm chân thành sâu sắc nhất và tinh thần vật chất. Đây cũng là một bài học giáo dục truyền thống cho học sinh nhà trường. Một lần nữa tôi chân thành gửi tới tất cả mọi người chúc sức khỏe và đoàn kết. Hẹn gặp lại 40 năm hội tụ và tri ân. Xin chân thành cảm ơn. Nhà trường Trung học phổ thông Mậu Đồng 2. Kính thưa các cựu thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn học sinh, thời gian buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của cựu học sinh niên khóa 1988-1991 đã dần khép lại. Thành công tốt đẹp của buổi lễ đã để lại tình cảm yêu thương nồng ấm trong mỗi người chúng ta. Thay mặt các cựu học sinh khóa học 1988-1991, xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn giữ mãi tình yêu nghề trong trái tim mình. Chúc các bạn học sinh 1988-1991 sức khỏe dồi dào, trí tuệ viên mãn, trái tim nhiệt huyết để vững vàng trên con đường sự nghiệp, hạnh phúc bên gia đình. Oh,
đậm đà sắc hương. Có những bài ca nghe rao rực lòng người, bài ca ấy, loài hoa ấy, đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ. Như chim bay về khắp miền, em lên đường tung bay xa nhiều thế hệ, cháu Bác Hồ tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm, dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em. Có những cuộc chia tay dạt dào kỷ niệm, người cầm bút, người cầm súng, đi xa hằng nhớ khi trong tim tiếng em nói nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng, tiếng kiêu hùng của lịch sử trong rừng nước. Em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn, noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng ngời. Tuổi trẻ bên em là tương lai tổ quốc lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Trong lòng và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta.